Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn đồng nghiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Đức Tăng Gia và cộng đoàn, chúng ta vừa nghe ca đàn hát Tôi Tin Rằng Thiên Chúa Đấng Cứu Chuộc Chúng Ta là Đấng Hằng Sống. Thiên Chúa hằng sống để lôi kéo con người về sự thánh thiện, về cuộc sống vĩnh hằng. Tuy nhiên con người chúng ta yếu đuối, hèn mọn, nhiều lầm lỗi. Và trong cuộc đời, mỗi người chúng ta đều cảm nhận thấy mình tội lỗi cách này, cách khác. Cách riêng đối với bà Maria Magdalena, sau thời gian sống ở dương gian, hết lòng phụng thờ Chúa, yêu mến giáo hội, gia đình, và bà đã nhắm mắt lìa đời để ra đi về với Thiên Chúa hằng sống, Đấng Cứu Chuộc. Trong cuộc hành trình chắc không tránh khỏi những khiếm khuyết. Vì vậy chúng ta hiện diện nơi đây để chúng ta dừng thánh lễ an táng, cầu nguyện đặc biệt cho bà, để nếu cuộc đời còn điều gì khiếm khuyết, xin Chúa thanh tẩy để bà được trong sạch, hưởng hạnh phúc ơn cứu độ muôn đời. Xin Chúa cũng an ủi Tăng Gia chúng ta, để cho dù chúng ta có mất mát, có đau thương, nhưng chúng ta vẫn được niềm vui an ủi vì Thiên Chúa dẫn đưa người mẹ, bà, cụ của chúng ta vào trong nước hằng sống. Đó là hy vọng cùng đích của mỗi người chúng ta. Để ước nguyện của mỗi người chúng ta được Chúa đón nhận, chúng ta hãy thành tâm sám hối tội lỗi mình. Tôi tu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi là con tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng tri các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa tòa năng thương xót ta tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, qua sự tàn lụi của những gì hiện có, Chúa mở đường cho những gì sẽ đến. Chúng con này xin Chúa cho linh hồn tôi tới Chúa là bà Maria Magdalena, nhờ Chúa đưa dẫn sẽ được chung phần ơn cứu độ muôn đời. Xin con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng: Ngươi hãy viết
ngay từ bây giờ phục thay những người đã chết mà được chết trong Chúa. Thần khí phán: phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ. Đó là lời Chúa. Thank you.
dù bao chông gai, tin rằng Chúa vẫn luôn an bài. Lòng trắng u hoài chờ bình minh lên dã từ đêm dài. Hạnh phúc cho tôi giữa đời không đơn côi, vạn lý xa xôi có người dẫn đưa rồi. Đời tôi mây trắng nhẹ trôi về trời. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi đến núi cao say sưa, gió biển vui hồn suối miền Nam vững tâm qua rừng mịt mù. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ Người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Kính thưa tăng gia và cộng đoàn, ở miền quê và thành phố có rất nhiều dự án về kinh tế, cầu cống, đường xá, nhà đất, vân vân. Nhiều doanh nhân, nhiều tổ chức, nhiều cá nhân đã đấu thầu
và thực hiện dự án rất tốt đi vào hoạt động, mưu ích cho chính mình và cho cộng đoàn. Tuy nhiên, cũng có nhiều dự án được đưa ra, nhưng nhiều tổ chức cá nhân đã không thực hiện đúng hợp đồng và bị nhà nước thu hồi hay là tịch thu để dự án bỏ dở, không có kết quả. Nguyên tổ xưa đã trúng thầu của Thiên Chúa ở nơi vườn địa đàng, nhưng nguyên tổ xưa đã làm hỏng dự án của Thiên Chúa khi phạm tội. Đáng lẽ Thiên Chúa thu hồi, tịch thu, không cho nguyên tổ thực hiện những điều gì Thiên Chúa muốn nữa. Nhưng không, tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn bao phủ thế giới, vũ trụ và con người. Ngài đã sai con yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu Kitô xuống thế để ở với con người, để phục hồi phẩm giá cho con người và trao cho con người nhiệm vụ canh tân vũ trụ này, để mảnh đất vũ trụ, mảnh đất cuộc đời của mỗi người trở nên tươi tốt, phì nhiêu, màu mỡ hơn. Tuy nhiên, chúng ta thấy trải dài trong lịch sử Cựu Ước cũng như Tân Ước và lịch sử con người, chúng ta thấy nhân loại chúng ta luôn luôn ở trong tình trạng lầm lỡ cách này cách khác và muốn đi xa rời Thiên Chúa để theo sự tự do của mình. Vì thế cho nên Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Tuận trong cuốn sách Đường Hy Vọng của Ngài, Ngài có viết: con người muốn mang trái tim của người mình rao bán cho mọi người. Khi đã rao bán chán chê rồi, không ai mua nữa, thì dâng quả tim đó cho Thiên Chúa. Thiên Chúa dại hơn con người hay sao? Quả thực Thiên Chúa không bao giờ dại hơn con người, bởi vì Thiên Chúa khôn lường vô cùng. Tuy nhiên, tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn mở rộng để đón tất cả những quả tim vào mảnh đời, cho dù đã rao bán hết chỗ nọ chỗ kia, cho cả sự giữ và lầm lỗi. Nhưng khi họ quay về với Thiên Chúa, và kể cả lúc bây giờ họ quay về với Thiên Chúa, họ vẫn đang lầm lỡ, Thiên Chúa vẫn mở rộng bàn tay và trái tim để đón nhận những con người đó. Thiên Chúa quảng đại yêu thương như vậy, Thiên Chúa rộng rãi như vậy, Thiên Chúa không bao giờ dồn con người vào đến chân tường cuối cùng. Thiên Chúa không muốn thu hồi con người vào sự chết, nhưng mở cho con người sự sống muôn đời. Vì thế mà Esop là nhà văn người Hy Lạp đã nói: con người quan tâm tới việc thu hồi những gì đã mất hơn là những gì đạt được mà còn thiếu. Con người chúng ta chỉ mong làm sao thu được thật nhiều những điều mình đã mất hoặc những điều mình chưa có, càng nhiều càng tốt. Trong khi những điều mình còn thiếu thì mình lại không cố gắng để đạt được. Những điều mình còn thiếu là những điều nào? Nhiều lắm. Nào là ơn thánh, nào là lòng đạo đức, nào là nhân cách, vân vân. Những thứ đó chúng ta phải cố gắng làm sao để đạt được trong ơn nghĩa của Thiên Chúa.
Mà cụ Maria Magdalena hôm nay chúng ta hiện diện nơi đây để dừng thánh lễ an táng cho bà. Bà đã thu hồi về cho Thiên Chúa, Hội Thánh và gia đình những gì? Nhiều lắm, không kể hết được. Nhưng mà chúng ta có thể nói ở đây đó là bà thu về cho Thiên Chúa, đó là lòng tin của bà, lòng đạo đức của bà, với lời kinh nguyện sáng tối, việc đi lễ, rước lễ đã sức dầu cho bà hai lần. Bà chỉ ước ao trong sức dầu để tìm lại ơn Chúa, sức mạnh của Thiên Chúa lừng đỡ. Đấy là thu hồi về lòng đạo đức vào Thiên Chúa, thu hồi những gì tốt nhất để Thiên Chúa lại trao tặng cho bà. Rồi bà thu hồi về cho giáo hội những gì? Về sự nhiệt thành, cái lòng quảng đại, hy sinh. Khi cụ ông còn sống, hai ông bà cùng nhau để cộng tác tham gia công việc chung. Cho dù bà không công khai làm những công việc như ông, nhưng đứng sau hậu trường để cùng cộng tác giúp cho ông chu toàn những công việc cần thiết. Và vì vậy thật là tuyệt vời khi một người tín hữu đã hết lòng về Thiên Chúa, với Hội Thánh. Rồi bà thu về những gì cho gia đình? Thu về cho những gia đình đó là những người con, người cháu, sự tần tảo dẫn thân của bà cho đoàn con lũ cháu. Vì thế người ta nói rằng ôm con mẹ đếm sao trời, đếm hoài không hết một đời long đong. Cuộc đời của những người mẹ thật là long đong. Đêm có khi những người chồng ngủ, nhưng những người mẹ bế con vì con khóc con cuối. Trời nắng ở trong nhà không có quạt, bế con ra sân không ngủ được, ngắm sao trời để đếm sao trời nhưng đếm làm sao hết. Thấy cuộc đời của mình long đong, những long đong lại tìm được niềm vui bởi vì dâng hiến cho gia đình, cho con, cho cháu. Tất cả những người mẹ đều trải nghiệm được điều đó. Và những người con hôm nay chúng ta còn lại, những người cháu chúng ta đang hiện diện, chúng ta thấy được công lao của cha mẹ dành cho chúng ta. Chúng ta phải làm những gì? Nếu mà làm tất cả những thứ đó để dâng tặng cho Thiên Chúa, cho Hội Thánh, cho gia đình. Vì sao vậy? Vì theo như lời Thánh Augustino nói rằng, dù hay hay dù dở, những sự đó không chắc chắn. Chỉ có một sự chắc chắn mà thôi, đó là sự chết chắc chắn sẽ xảy ra. Bà biết sự chết sẽ đến với bà, đến với mọi người. Vì vậy bà dành cả cuộc đời phụng thờ Thiên Chúa, yêu mến Đức Mẹ Maria, yêu thến bà Thánh Maria Magdalena Quan Thầy, yêu mến giáo hội, giáo xứ, cộng đoàn, yêu mến gia đình. Bởi vì sự chết sẽ đến, sự chết đến để chuẩn bị những thứ đó. Và hành trang đó là hành trang tuyệt vời để cho giờ ra đi gặp được Thiên Chúa tình yêu hằng sống. Mỗi người chúng ta còn lại, chúng ta thử nghĩ xem mình đang làm gì, đang nói gì, đang ở địa vị nào, đang sống làm sao. Liệu mình thu hồi cái tốt về cho Thiên Chúa hay thu hồi cái xấu? Liệu đời mình cố gắng làm đẹp lòng Thiên Chúa hay
chỉ làm đẹp người đời. Làm đẹp người đời cũng tốt, nhưng trên hết phải làm đẹp lòng Thiên Chúa Hội Thánh. Nhờ vậy mà tình yêu của Thiên Chúa Hội Thánh sẽ lan tỏa ra mọi người. Và khi đã làm như vậy rồi, giờ chết đến, chúng ta được thanh thản bình an ra đi. Khi nghe thấy bà cụ Maria đỉa gọi thế, tôi có nói với lại gia đình là nếu gia đình có thể thực hiện được, phục vụ thánh lễ được, thì tôi để cho lễ ở nhà thờ mới này. Và hôm qua tôi ra đây, một số người làm, các ông các bà, tôi bảo mai là những người chết sẽ được ưu tiên lên nhà thờ mới. Từ nay trở đi không phải chỉ có bà cụ hôm nay mới được lên, mà tất cả những ai chết, cho dù nhà thờ chưa xong, nhưng nếu gia đình phục vụ được thì ưu tiên cho người chết lên đây để lễ an táng cho người quá cố. Mấy bà mấy chị bảo thôi 70-80 tuổi thì cha ưu tiên lên đây được, chúng con 30-40 tuổi chúng con không nhận cái ưu tiên này đâu, chưa muốn chết không nhận cái ưu tiên này đâu. Vì sao vậy? Chồng còn đang trẻ đang khỏe, vợ còn đang trẻ đang đẹp, giờ nhận cái ưu tiên của cha xứ hay của cộng đoàn cũng thật là tốt thật. Nhưng mà thân phận con người chúng ta chưa muốn nhận cái ưu tiên này. Con trai của ông Trùm Định chết đây được 2-3 tuần rồi, tôi cũng có ý định để ưu tiên cho anh đó, nhưng vì cái bê tông ở chỗ tháp tầng 1 kia mới đổ được mấy ngày cho nên chưa dỡ ra được. Dỡ ra thì ảnh hưởng đến khối bê tông. Hôm nay bê tông đã được gần 3 tuần thì tôi nói với gia đình cố gắng làm sao để khỏi ảnh hưởng. Và theo kỹ thuật chuyên môn thì nói rằng không sao, chỉ gỡ một tí thôi, không ảnh hưởng gì. Và như vậy nói với anh chị em, không phải chỉ có bà cụ hôm nay mới được lên đây để dâng lễ an táng cuối đời, mà tất cả những ai chết trong dịp đang làm nhà thờ, nếu không bị những gì cản trở vì công việc, vì ảnh hưởng đến công trình, thì vẫn được lễ ở trên đây. Còn lại những người chúng ta còn sống thì chúng ta vẫn lễ ở nhà thờ ta, bởi vì chúng ta còn nhiều dịp. Còn người chết thì một dịp duy nhất ở đây. Chúng ta nói như vậy để rồi chúng ta thấy rằng những kỳ công Thiên Chúa thực hiện, Thiên Chúa trao tặng cho chúng ta, chúng ta hãy tận dụng. Chúng ta làm để sáng danh Chúa, không phải cho riêng ai, nhưng cho những người đã ra đi, để những người ra đi được thanh thản và cũng cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta khi tham dự thánh lễ an táng này biết nhìn nhận ra cuộc đời của mình, mình đã thu hồi về cho Thiên Chúa những gì, điều tốt điều xấu. Nếu chúng ta đã làm nhiều điều tốt, thật là tuyệt vời, dâng cho Thiên Chúa quả tim tốt lành. Nhưng nếu chúng ta đang làm điều dở, chúng ta hãy cẩn thận, để nếu không Thiên Chúa lại tịch thu. Và khi đã tịch thu cuộc đời chúng ta thì chúng ta chấm hết. Xin cho chúng ta không rơi vào tình trạng đó, nhưng chúng ta luôn luôn được ở trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Và xin Chúa hằng sống đón nhận bà cụ Maria Marella của chúng con vào trong nước trời. Amen. Anh chị em đứng. Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã phục sinh Đức Kitô từ trong cõi chết, và cũng sẽ cho tân xác yếu hèn của chúng ta được sống lại trong ngày sau hết. Với niềm hy vọng đó, chúng ta hãy tha thiết dâng lời cầu xin. Chúa chính là nguồn sống và ơn phục sinh của chúng ta. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong hội thánh biết chết đi cho tội lỗi, để được sống lại trong Đức Kitô.
nuôi sống chúng ta bằng bánh bởi trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người đang tìm lẽ sống được ơn đức tin, để họ biết trong đời ngày kẻ chết sống lại và cuộc sống đời sau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã sai thiên thần đến an ủi Đức Kitô khi người hấp hối. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương lâu sanh nương măng và nâng đỡ những ai đang đau buồn vì tang tông, như Chúa đã an ủi tang quyến của Lazaro. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa là Thiên Chúa kẻ sống và người chết, đã cho Đức Kitô sống lại. Nhờ suối nguồn cứu độ qua thánh lễ an táng này, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho linh hồn Madalena được hưởng lòng Chúa thót thương và được sống bên Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha giàu lòng xót thương, xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà do bà Maria Magdalena được hưởng vinh quang nước Chúa, và cho chúng con mai sau cũng được sum vầy cùng các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em ơi, cầu nguyện để lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha tỏa năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và ngươi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin nhận lễ vật chúng con dâng mà đưa tôi tới Chúa là bà chính Maria Magdalena vào chốn vinh quang với con Chúa. Chính nhờ bí tích cao cả của lòng từ ái người, chúng con được liên kết với nhau, người hằng sung và hiền trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Sa Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng ngưu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là sinh năng phải não và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình Người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết. Hơn nữa một mình Người đã đoái thương chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với đoàn các tiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là ân thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa lanh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi thường nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người gặp lễ bánh tạ ơn mẹ đã và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thiên thức ấy sau bữa ăn, đôi người gặp ly trên cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là trên máu Thầy, máu nhau ước mơ và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa trên trời, và tiên sơn Chúa sống lại. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết vào sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được sức năng hầu cận, sức tôn nhan và phong sự Chúa. Chúng con đã thiết nài xin Chúa cho chúng con cái đông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ đến một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội Thánh sông Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Tôma, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi đời Chúa là bà Maria Magdalena mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ nào chết như con Chúa thì cũng được sống lại như Người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con là ni sần trong tình thương của Chúa. Xin cho ê đấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Nhu Xe Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng xua qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ Người với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Sa toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lạy Chúa cứu thế và theo thế thương Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: trên
Lạy Chúa, xin cứu cho con khỏi mọi sự dữ. Xin nay thương cho nhân nghề, chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa dòng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang ghi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, lớn kêu đồ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trao đổi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Thì nói thường ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Chúa, Chúa hằng sống và yên trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đi trên Thiên Chúa lấy lòng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Oh,
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành bí tích vượt qua để cầu cho tôi tớ Chúa là bà chánh Maria Magdalena. Chúng con xin Chúa cho tôi tớ Chúa được vào nơi đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Này thấy đồng hội kèn, có hội trống, rồi đặc biệt đó là có ca đoàn tổng hợp phục vụ. Bởi vì trước ông Chánh Khiết là tổng quản của ca đoàn giáo xứ cũng như ca đoàn tổng hợp rất nhiều năm. Vì vậy cho nên là hôm nay ông Phó Chánh Trương đặc trách ca đoàn tổng hợp cũng như các ông tổng quản, các ông bảo quản và các ca viên trong ca đoàn các thánh tổng hợp phục vụ thánh lễ này để một cách nào đó nói lên tình cảm và sự biết ơn. Lần nữa xin chia buồn với lại ông bà Chánh Khiết, ông bà Trùm Điện, ông bà Trùm Đình, ông bà Quản Cải và Quản Cậy, tất cả các con gái lấy chồng ở đầu xã, con cháu, thân nhân, họ hàng, nội ngoại, xa gần. Chúng ta cầu nguyện cho người thân yêu của chúng ta. Chúng ta là những người con, người cháu đã nhiệt thành rồi. Chúng ta cố gắng nhiệt thành hơn nữa để cho những kỳ quan của Thiên Chúa nơi cuộc đời mỗi người chúng ta cũng như cộng đoàn được rạng sáng hơn, tốt lành hơn qua đời sống hy sinh phục vụ thánh thiện đạo đức của mỗi người chúng ta. Xin Chúa ân thưởng cho bà Chánh và cho mỗi người chúng ta để chúng ta sống đẹp lòng Chúa hơn. Rồi như trong thánh lễ đã nói, từ nay trở đi tất cả những người chết thuộc giáo xứ đấy, ai muốn lên đây thì cứ việc nha, không có ngăn cấm ai cả, kể cả người to người bé muốn lên đây cứ lên sớm đi, tôi sẵn sàng phục vụ hết, miễn là gia đình no được. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Giờ đây chúng ta tham dự nghi thức từ biệt cầu nguyện cho bà. Anh chị em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta này xin Chúa cho thi hài tôi tớ Chúa là cụ Maria Magdalena mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt hư nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn tôi tớ Chúa được sum họp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở đường nhân từ trong khi xét xử để tôi tớ Chúa là cụ Maria Magdalena được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được đấng chan chiên lành ôm vào lòng, đưa về đoàn tụ cùng vua muôn đời, để đáng được hưởng nguồn vui bất diệt làm một với cộng đoàn các thánh. Lời Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn của Maria Magdalena trong tay Cha. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn
cùng Maria Magdalena sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện, mà cửa mở cửa thiên đàng cho tôi tới Chúa là cùng Maria Magdalena và cho chúng con đang còn ở lại được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đời ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô, được sống mãi với Chúa và bên cạnh tôi tới Chúa là cùng Maria Magdalena. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng.